Xin kính chào tất cả quý vị nào đang xem kênh của Bi. Mà quý vị muốn để nhận được cái video mình up lên liên tục thì quý vị nhấn vào nút đăng ký và quý vị nhấn vào cái chuông ở bên cạnh quý vị nhé. Và quý vị phải liên tục lên mạng thường xuyên thì khi Bi up lên một phát là nó báo về bên quý vị liền. Và đây là cái USB chấp nhận sẵn bên mình nè. USB này có dung lượng 128GB, mình bán 800.000. Nhạc lóc lét chất lượng cao nha quý vị. Còn ổ cứng là dung lượng 1000GB, mình bán 2.000.000 đồng. Hôm nay Bi test nhạc cho quý vị nghe cái đôi loa mini này. Đôi loa mini này đến từ hãng Denon, có model SR55 nha quý vị. Đây, SR55 màu cánh gián nha. Bát hai tắc nè, bát hai tắc màng của nó là màng màng, quý vị thấy cái sợi không? À, bát của nó là bát 22. Bát 22. Trở kháng 6 ohm và độ nhạy 90 dB, công suất là 150 W trên một thùng maximum nha quý vị. Đây, quý vị kỹ từng loa quý vị xem nè. Đây. Quý vị thấy cái kiềng nè, các thứ nè. Đây là cái vòng cao su bên, ở cái này là vòng cao su. Cao su mà nhựa vậy. Để Bi đo cái chiều thứ của nó nha quý vị. Nghe rất là ấm luôn quý vị. Cực kỳ ấm với một cái đôi loa nhỏ với mức giá 4.500.000. Nó sâu 24. Nó rộng 27.5. Và nó cao là 49. Nó nặng quý vị, nó không nhẹ. Nói chung là dòng bút xe, nhưng mà nó nặng lắm. Bi nghĩ cái này dòng này chúng ta để cái kệ cũng chắc chắc một tí, chứ nếu như cái kệ sách thì Bi nghĩ nó không đủ lực để chịu, tại vì rất là nặng luôn. Lưới của nó đây quý vị, lưới tem này quý vị, lưới nó có lủng nha, lưới nó có lủng chỗ cái phần loa bát tròn tròn quý vị. Đây khung nhựa ha, mức giá chỉ 4.500.000. Để quay phía sau đâu quý vị, rồi Bi thử nhạc cho quý vị nghe luôn ha. Nếu như quý vị có nào có nhu cầu thì alo cho mình. Đây phía sau nó đều quý vị, lỗ thông hơi bé bé xinh xinh đây, nó dùng trạm mỏ chim nha. Cái thùng bên đây quý vị cũng nhìn nè, rất là liền lạc luôn. Liên lạc thùng nha quý vị. Bên có một cặp. Và bây giờ Bi thử nhạc luôn để quý vị nghe ha. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoan xa. Bi cho volume nhỏ nhất là quý vị. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Chuyển cho bạn Lan ha, qua bên loa này rồi. Chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương, mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài, gặp lại người xưa bao năm tháng. Có bị khách nào tình cờ biết đến kênh của Bi và đồng hồn này cho ai bây giờ hỏi, không em xa lạ, là đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có. Để mình mở thêm một bài
để nghe coi. Đi nghe một bài của Lệ Quyên xem. Siêu chất lượng từ New Zealand. Là siêu quả kiwi yes please. Siêu quả kiwi yes please. Vì siêu quả kiwi yes please. Bệnh viện thăm. Đi đâu anh ơi? Có còn lại trắng xương thôi trong cơn thương đau. Riêng đôi loa này quý vị không nên bỏ qua, quý vị hãy dừng chân lại nghe một tí đi nha quý vị. Rồi bây giờ quý vị thấy cái dây AV này này bị vẫn bán nha. Dây AV này với dung lượng 100 với chiều dài 1 mét nè. Đến từ hãng Acuphay, bị bán 1.1 triệu một bộ, nhựa mềm dẻo, dẻo nha. Nó có hai cái dây màu trắng, màu đỏ và màu đen để quý vị về gắn vào cho nó dễ ha quý vị. Rồi quý vị thích cái sản phẩm nào thì alo cho mình sớm, còn USB đây rồi ha, 128 cây thì 800 ngàn. Rồi bé xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.